Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay mình lên cho anh em xem một cái máy mài siêu đỉnh ở hãng Hinti. Đây nó mới 100%. Hinti AG6D 22. Và cái tay mài của này nó rất là gọn nhẹ và nhỏ. Thì nó nằm trong cái tầm tay của mình. Và cái công nghệ của nó là Sentech ha. Thì mình bật lên nó không có chạy ha. Nó có cảm biến ở khi người cầm tay thì nó mới chạy. Và cái 3D ATG này, khi mà nó chống giật thì nó sẽ ngưng cái máy lại. Cái này nó siêu gọn nhỏ nhẹ, và nó thiết kế một cái bảng sắt để cho mình rớt xuống nó lại chống lại ha. Rồi em này nó là tháng 6 2022, tốc độ của nó là 8.500 vòng trên phút. Nó là không chỗ than nha anh em, nó không chỗ than, hàng Hinti, hàng mới 100%. Em Tùng về cái này, những anh em quan tâm liên hệ mình 0962232180. Rồi Tùng sẽ khui ra cái Hinti này, hàng Mỹ về. Nó có cái catalog, rồi một bộ của nó đầy đủ đây. Mình sẽ khui ra hết ha, và đỡ anh em chiêm ngưỡng. Đá của nó là cũng khá là lớn, cái dòng của nó là lên đến 125. Đây cái tay cầm của nó này là bằng cao su chuyên nghiệp. Rồi những anh em yêu thích màu đỏ và những anh em yêu thích cái hàng siêu xịn, liên hệ em Tùng 0962232180. Cái vòng này nó lên đến 150 luôn nha nè. Cái vòng này thì mình tháo ra vẫn được ha. Đây tháo thử ra. Cái này là vòng gạch T, nó có hai cấp trong này. Hai cấp trong này, gỡ ra cái này ha, cũng hơi khó gỡ. Đây còn anh em muốn an toàn nữa, đỡ mài đỡ cắt thì mình gài lại. Gài lại thì cũng nhanh hơn. Rồi ok, cái tay cầm. Rồi cái vòng khuyên này, Hinti gọi là được vua công trình. Nó là dòng Nuron nha anh em. Đây, wow, sản xuất rất là đẹp ha. Sentech ha. Sentech này, lát nữa em sẽ thử công nghệ Sentech cho anh em. Anh em xem từng chi tiết những con ốc của Hinti họ làm, rất là phê luôn. Cái dòng của nó lên đến 150, có số 150 này luôn. Rồi nói chung là siêu gọn nhẹ, công nghệ rất là nhiều. Rồi Tùng sẽ gửi đến anh em pin Nuron. Cầm cái này nó rất là nhẹ ha. Thì công nghệ Sentech là mình bật lên nó không có chạy nha. Đây này, đã bật lên rồi không có chạy máy. Rồi tắt ha. Rồi cầm cái tay bật lên. Đó. Quá đã ha anh em ha. Mình thả ra là nó tự tắt luôn nè. Làm lại nè. Đó, vẫn bật công tắc này ha. Nó là nó phải chấp nhận được cái có cái tay cầm. Cái này là mình giật cái là nó vẫn ngưng lại, có nghĩa là cái AGT 3D này vừa mình kẹt cái gì đó thì nó sẽ tắt lại, bảo vệ người dùng ha. Anh em thả tay ra nó là nó không chạy, và anh em giật cái nó cũng không chạy nữa. Đấy, lắc cái là không chạy liền ha, rất là đỉnh cao. Chưa có cái
mài nào của hãng nào phát triển công nghệ này. Ok, thì những anh em quan tâm liên hệ mình. À, đây, thả ra. Đây. Rồi, được mệnh danh là vua công trình. À, và công nghệ đầy mình. Cảm ơn anh em quan tâm liên hệ mình.